Hello, uh, kính thưa quý vị và các bạn, uh, từ ngày 24 tháng 3, uh, 24 tháng 3 tới nay đó, tức là sau khi uh, cô Nguyễn Phương Hằng bị bắt á, thì um, uh, cứ một hai ngày thì có một vài người nhắn tin cho mình, uh, cứ vài ngày thì có người nhắn tin uh, cứ uh, hỏi là việc ơi cái tình hình cô Nguyễn Phương Hằng sao rồi? Uh, chú Dũng đã đã có giúp gì cô Hằng chưa hay là uh, rất là nhiều những cái câu chuyện liên quan đến bà Hằng uh, mà hỏi ra thì mới biết á, là À, những cái à, vị khán giả đó, đó là xem trên mạng xã hội rồi nghe những cái kênh youtube ở bên phía không thích bà hàng á họ vẽ ra họ nói là bà hàng khi mà vào trong à, trong t ba mươi thì à, gặp rắc rối này kia kia nọ ăn uống không được rồi sức khỏe không tốt rồi à, rất là rất là nhiều những cái câu chuyện ở ở trong à, t ba mươi à, thì mình cũng khá là ngạc nhiên bởi vì rõ ràng à, đã có nhiều người cảnh báo rằng tất cả những cái thông tin hay là những cái gì mà liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng thì cho đến thời điểm này là không có một cái cái thông tin gì lọt ra bên ngoài mà tại sao uh, những cái quý khán giả đó nghe thông tin ở đâu mà lại uh, khẳng định rằng cô Nguyễn Phương Hằng gặp rất là nhiều khó khăn khi mà đi đến t 30 đó rồi họ họ còn nói là bà Hằng đã khai nhận hết hay là khai khai ra ai ai gì tùm lum rất là nhiều những câu chuyện đó nha mình thấy khá là bất ngờ cho nên hôm nay mình bỏ À, mấy tiếng đồng hồ để tìm hiểu xem Những cái thông tin đó từ đâu Mà những vị khán giả đó lại nghe theo Mà mà rất là lo lắng à, Thì cuối cùng mình thấy là đầu dây mối nhợ Từ cái con uh, Hoàng Kim jun Hoàng Kim jun có hẳn một cái series uh, Viết về nhật ký T30 à, Nhật ký T30 Nếu như cái cô này uh, Vẽ ra như vậy đó uh, Đăng ở trên cái kênh cô này không á Thì không có nhiều người coi xem đâu Mình xem lại view cô này có lẹt tẹt Một trại trăm view à một vài trăm người một vài trăm lượt xem thì cũng đâu có đâu có cái sức mà lan lan tỏa là rộng ra hoặc là chỉ có nhiều người tiếp cận đâu cho à, nên á mình vào trang cá nhân cô này đó, thì rõ ràng à, cô này thường xuyên à, liên lạc rồi à, chat chít qua lại với lại tên à, à, Giang Tham cho à, nên á là một trong hai những cái kênh này họ đã liên kết với nhau và chia sẻ những cái thông tin có thể là họ bịa ra họ tự suy nghĩ ra bắt đầu trao đổi với nhau và thống nhất là đưa lỡ ưa lên mạng xã hội cả nhà cho nên đó, những cái thông tin này nó cứ lặp đi lặp lại làm cho nhiều người cứ nghĩ rằng đó là cái thông tin thật à, bởi vì um, quay trở lại với ông Hoàng Kim Jun đó, thì cô viết một cái series để là nhật ký T30 thì có 10 tập à, ví dụ như tập nhất tập một đó, thì cô nói là nhật ký T30 là nhập trại không à, rồi tập 2 là nhật ký T30 bữa cơm tù đầu tiên với chị Đại. Nó xàm xí không? Trời ơi, khi mà tạm giam, có có kết luận chưa, có phạm tội chưa mà gọi là cơm tù, cơm gì? Đúng không? Cái này là cái tạm, tạm giam để người ta điều tra cái vụ việc. mà giết như đúng rồi á, những cái nhật ký đó mình thấy dài lắm, mình không có đọc. Nhưng mà mình biết chắc là những cái thông tin bịa đặt thôi. Bởi vì rõ ràng người ta đã khẳng định một điều là không có bất kỳ cái cái thông tin nào ở trong t 30 được bị lọt ra ngoài hết mà họ viết ra giống như là cô này cũng cổ từng đi trại không bằng cả nhà à, tập 1 thì nhập trại tập 2 thì bữa cơm tù đầu tiên với chị đại à, tập 3 thì sinh hoạt buồn tập 4 thì khai đồng bọn để chưa tập 5 thì quá khứ dơ giá dễ gì giấu diếm à, tức là khi nhập trại rồi bị bị sinh hoạt làm sao đó ha rồi khai ra đồng bọn à, rồi à, tập 6 là âm mưu của youtuber à, tập 7 là những người đàn ông trong đời à, cuồn cuộn công nhận nó, nó nhảm nhảm một cái kinh khủng luôn ha cả nhà à, rồi tập 8 là lật mặt trùm cuối là tập 9 là âm mưu tiết lộ tập 10 là đất nước trọn niềm vui trời ơi câu này quen quá cả nhà à, cái ngày 24 tháng 3 khi mà cô cô hàng bị công an đến làm việc á thì cái tay Mr. Dom á hát lên đất nước trọn niềm vui à đất nước trọn niềm vui nhưng mà cái hôm ngày 30 tháng 4 đó ngày lễ là là cái bài chính thức đất nước trọn niềm vui thì không thấy cái tên đồn nó hát đúng không rõ ràng cái hôm 24 tháng 3 thì cái gì mà phải hát bài đó mà trong khi cái ngày chính thức ngày 30 tháng 4 đó, thì tên đồn nó không dám hát bài này sao dám hát hát cái bọn ba sọng bên kia nó gì nó chỉ về sao đúng không đó, bởi vậy đây là cái 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 câu của hoàng kim jun đưa ra thì chúng ta cũng thấy cũng sâu chủ lại là họ ăn rơi nhau trên à, có bài bản lắm nếu mà để nói và có kịch bản có có sự dàn dựng phân giai này kia cái nọ thì cái nhóm này nè cái nhóm này mới là đáng nguy hiểm rất là nguy hiểm cho xã hội nè à, bởi vì họ liên kết với nhau họ có kịch bản họ dàn dựng họ có tổ chức à, còn còn trước đây á, khi mà À, sau cái ngày 24 tháng 3 thì chúng ta thấy rất là nhiều những tờ báo đăng tin nói là à, công an đang tìm đang tri lùng những người đồng phạm những người giúp sức rồi à, những người lên kịch bản này kia kia nọ trong cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng à, báo chí rồi một số youtube dơ rồi lên lên tiếng à, lên đăng bài nói liên tục đến hôm nay luôn cả cả tháng mấy rồi họ vẫn nói y chang một cái bài đó nhưng mà chúng ta thấy á, rõ ràng là những cái thông tin bên lề thôi chứ còn công an và đặc biệt là cơ quan chức năng mà đang thụ lý đang làm việc cái vụ việc này nè người ta chưa công bố bất kỳ cái thông tin nào liên quan đến cô nguyễn phương hằng đến thời điểm này đúng không người ta chỉ dừng lại là cái việc đang điều tra và mở rộng điều tra thôi chứ thật sự chưa có thông tin nào tiếp theo trong cái vụ việc này hết á à, vậy mà những cái 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 tay này nè những cái tay mà chống phá đại nam mà ghét bà hằng á, thì lại bịa ra rất là nhiều câu chuyện cả nhà thấy 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 cái, cái bên nào là mấy là nguy hiểm đúng không thấy cái cái nhóm nào mới gọi là nguy hiểm nguy hại cho xã hội đây à, chúng sẵn sàng liên kết với nhau để trù dập một người à, trong khi á, từ đầu là chúng ta thấy bà Nguyễn Phương Hằng là tuyên bố là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình bà Hằng rồi à, tức là không có liên kết hay liên hệ gì với ai chứ ha không có lên kịch bản gì hết trơn trong những buổi livestream cũng vậy rất là nhiều lần một số khách mời là chứng kiến tận mắt chứng kiến là bà Hằng nói xuyên suốt và nói bộc phát từ cái cảm xúc thật chứ không bao giờ có cái chuyện mà uh, làm kịch bản hay là cái gì á, Không có cái chuyện đó. Uh, nhưng mà họ cũng, đâu có biết đâu. Họ cứ bịa ra. Uh, rồi đến hôm nay cái cái khi mà cô Hàng không có livestream stream nữa. Uh, những cái tên này thì lại được nước lấn uh, tới. đúng không? Đặc biệt là Hoàng Kim Jun ha. Uh, Giang uh, Tham rồi ha. Uh, liên kết với nhau. Mình thấy rất là nhiều những cái lần họ... Uh, live stream cùng uh, rồi giao lưu cũng trực tiếp ở trên kênh uh, những cái trang cá nhân hay là kênh youtube luôn đó uh, thì um, qua đây thì uh, cho chúng ta thấy rằng uh, là cái nhóm này là những cái đối tượng cực kỳ là nguy hiểm cho xã hội bởi vì khi mà tấn công ai uh, thì họ sẽ lên kịch bản uh, lên kịch bản họ dàn dựng họ phân công người này làm cái này người kia làm cái kia để uh, trù dập một người thì uh, thật sự uh, uh, đến thời điểm này nếu như mà chúng ta xem lại cái vụ cô Nguyễn Phương Hằng á, à, có nhiều người thì cứ nói là cô Hằng chửi quá, không gặp ai cũng chửi rồi chửi bới những, uh, những ngôn từ uh, tục tiểu gì đó. Vậy thì chúng ta xem lại cái những cái nhóm này đi. Như chẳng hạn riêng cái cô cô, cô Kim Jun này đi, cô đã gọi bà Hằng bằng cái gì? Đúng không? Rất là nhiều cô, rất là nhiều lần cô này có gọi bà Hằng bằng những ngôn từ cũng đâu có thua kém gì bà, bà Hằng đâu. À, trong khi á, có, bà Hằng đâu có đụng chạm gì tới cái bà này đâu. À, bỏ la liếm đến uh, nhà người ta đến Đại Nam rồi rồi là làm kết thân kết quen để, để uh, kiếm uh, kiếm view uh, kiếm người xem để bán hàng online uh, đến khi mà có lẽ là bên kia lôi kéo hay là thấy cái mục tiêu bên kia nó ngon ăn hơn thì bắt đầu chuyển qua uh, chuyển qua và tấn công bà Nguyễn Phương Hằng uh, trong khi uh, uh, chính cô này uh, tự tiện tự bước chân vào cái drama người ta rồi kiếm chuyện người ta luôn uh, vậy mà không hiểu sao vẫn có một bộ phận uh, khán giả ở trên mạng xã hội vẫn nghe theo câu này, à, trong khi chúng ta thấy đã à, cái tên Giang Tham à, hiện tại đang cũng là một cái người bị án treo, à, rồi à, đã nhiều lần cái tay này là cứ trở qua trở lại à, theo bên tà đạo, binh vực tà đạo đã rồi quay mặt, quay xe, quay đầu quay đích, tùm tùm lâm hết trơn, à, rồi nó bấy nhầy cái vụ hồ Di Hải nữa, nhưng mà họ vẫn liên kết, à, vẫn ra rã hàng ngày vu khống người này vu khống người kia, à, vậy mà theo mình nghĩ á, thì cơ quan chức năng cũng nên xem xét những cái tay này mới được chứ thế thôi là loạn xã hội cũng vì những cái tay này nè họ liên kết với nhau muốn đánh phá ai là liên kết nhau rồi à, làm bài bản kịch bản đồ ha dựng chuyện đồ du khống đồ một đứa đưa quan đứa đã ném lại à, kịch bản mà lên kịch bản thì phân công người làm này người làm kia chứ rất là nguy hiểm cho xã hội luôn ha cả nhà Đó. rồi thì um, nhân đây thì cũng uh, chia sẻ cả nhà một số cái vấn đề bởi vì nhiều cô chú anh chị cứ lo sợ thế này lo sợ thế kia thì thật sự đây là những cái thông tin bịa đặt vu khống tưởng tượng của những cái người này thôi nha cả nhà chứ không có cái vấn đề gì mà của cô, cô Nguyễn Phương Hằng mà bị tiết lộ ra bên ngoài đâu ha rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại